Sáng làm bắp cỡ rồi mới làm gỏi nha. Ăn con vịt 4 kg với mấy. Vịt sim nha các bạn, chú hỏi vịt mình nha. Vịt mình là không chơi. Ồ, hay quá Thí ơi. Rồi được rồi, đi vô đi để cho em sắt. Chị quay hồi em bắt cỡ em sắt miếng bự miếng nhỏ à. Đâu gì đâu. Cứ thoải mái vô tư. Con lên tá Phương á. Con vịt của chị Chiến Đại. Chúc chúng mình đi chặt dừa nước, về nấu chè, về ăn cháo. À. Cô Hai đang trên đường vô, xe đang kẹt phà. Gì mà? Giờ chị Phương sắp bánh tráng hả? Còn nước cháo nữa các bạn. Cái không ăn gỗ cuốn nữa nha. Chết. Đây các bạn, đó. Chị Thí bà Đại cho mẹ mình uống là nước tắc mà bằng cái xô. Uống vậy mới đã. Đúng không chị Thí? Uống vậy mới đã chứ. Dạ. Ừ. Ủa vậy chị Thí? Ở dưới ốc gì, ốc bu hoa, ốc mình. Tính nướng hay gì hả lộ? Ai biết cũng làm thôi. Em thích làm luôn rồi. Vậy bữa nào được không? Chủ nhật hả? Chủ nhật hả? Chủ nhật bà chính với ấy ra hiệu tóc gì mà. Thứ bảy. Thứ bảy được không? Thì muốn lấy thì nó còn ăn mà. Bà ruộng hay gì đi? Đi ghe. Ghe nữa hả? Ủa ốc bu bắt ghe gì bà? Đi chứ. Mình đi gần thường, đi rồi cái mình xuống cái ghe mình dở cỏ là mình bắt. Thứ bảy đi. Khỏi đậu dừa đi, đi trên đậu nhà. Dạ. Vô nhà chị Thí, yếu anh chị Chính. Đã ăn món gỏi cuốn. Cháo vịt. Rồi ăn chút mình sẽ đợi cô Hai Như vô đi chặt dừa nước. Đó. Cô Hai Như đi chặt xe. Xe đi ra ngoài bị kẹt. Đèn đè, đèn đỏ, đèn xanh, đèn tím đồ quá trời ngoài á. Nên kẹt rồi, nó không có không vô trễ. Đó nè các bạn, vịt. Ai sắc khéo dữ ta. Chị Thí mình à. Trời ơi. Nhi và Tiền à, hồi hai Tiền sẽ gặp nhau. Hai Tiền kia còn đi ngủ. Dạ. Gặp tắt hả? Đó. Hỏi đi. Ủa có giá làm gì vậy chị em Út? Đó, nguyên liệu đường, bột ngọt. Gì? Ủa muốn hay chứ? Thí Thí. Ờ à, có Thí chín kêu hoài á. Bóc tay cũng được đó chị ơi, người ta rửa sạch diệt khuẩn là không sao vậy. Hai cũng đẹp nữa. Người sao cũng vậy không? Cái trứng này trứng gì bự dưới trứng? Trứng gà. Vịt này trứng gà chứ trứng gà gì? Tẻ đây hả? Ủa tao làm gì ăn với mình ta? Chị chứ ai? Hai chị ốc. Cái gì vậy? Trứng cá. Mình không nhúng mà đừng có bậy rồi, mình cứ chết rồi nha. Chị mần bên đấy là chị qua nè. Ớt ơi ớt. Tôi nhúng. Tôi nhúng. Chị dặn cho em lên. Chị bỏ sao? Chị bỏ rau gì vậy Thí? Để anh cuốn đi. Cộng xong rồi nè. Xong rồi. Để cái này thì không được đòi. Khoan, để trộn nổi lên khỏi tổng như vậy. Thấy chưa? Thấy chưa? Cộng để thớt hả? Chắc tay luôn hả? Xưa được biết. Tốn nợ điện phố phải không? Tốn nợ đi rồi. Thấy mốt tốn luôn. Mày kia tốn nguyên nhóm mà tốn ra hả? Cứ lên được xin được biết là tốn hết á. Rồi xin biết tiền nào? Thôi thôi. Ai điện hả?
Chị Thúy nữa hả? Sao này lộn lộn á? Mới nói Thúy thì nói nhà ông Quý, rồi Út thì nói nhà của bà Thúy. Mày không có chơi, nghỉ hết toàn lớp luôn. Cái một mũi giáo luôn. Cái một mũi giáo, cái một nghỉ hết mà. Cái một nghỉ hết á. Bên dưới đây cái gì không dịch thêm không? Ở ngoài chị nay chết 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 nhưng chùa cô chịu ăn được hai vé thì đúng rồi đi con đó về bên đây. Nhi với Tú để cuốn cô bị cuốn. À, chín hả? Ai này chậm nuôi đứa chậm chứ thiếu à. Chị nhỏ đâu. Đủ tài được rồi, vừa tay nữa chị ơi. Ta chậm tôi nhặt nè, cháu nào thấy để lên cái xuống. Vừa vừa thôi để mất công gì mấy chị mới cắt bớt. Gì nữa? Cắt khỏi tay luôn, khỏi tay luôn à. Sao hồi nào cũng gà tôi vô tên gì? Rồi. Kìa con ghé đó. Còn phép chứ à, các em ăn không quá. Đấy có một câu nữa nè. Trời ơi. Đây. Đó. Là cái tắc ở sau nhà của chị Chính đó các bạn. Đó, chị làm được cái này là nước tắc nè. Rồi sẽ cho mỗi người hủ về. Các bạn có nhu cầu thì xin hệ chị Chính nha. Đây, đó. Mức này gọi là mức mè thửng, không vậy? Mè thửng hả? Mè thửng mà chỉ có gần đường, không có bạch nha. Cái này là của chị Út nè, chính tay chị sẽ làm. Nào vô tạc ổ rồi sẽ biết công thức. Ủa chị làm bằng... tay chị lên lò đó, chị xào cái xong rồi. Không, ở nhà tôi thì cái này là làm bằng thủ công chứ không phải là... Không công nghệ nữa phải không? Công nghệ thì làm bằng thủ công. Vậy là làm như thời xưa vậy phải không? Ừ, vậy là đều có cái thử này là công nghệ là được cái máy ép. Ép hả? Ừ, còn như là sờ tay không á. Máy ép mũ á, cái máy nó đưa vô, cái đưa vô, cái là đưa vô vậy, cái lấy hai cái đưa vô thì tự nó rớt luôn rồi, chứ không có mình không có dịnh. Máy ép lâu rồi, cái này là ép mà, còn thơ thì nó cuốn kẹn như vậy này, ép đưa ẩu rồi nó đâu có ngay. Hồi xưa là thơ không? Thơ vậy. Đợt em cũng đi đặt đi lên báo nhà em bán mất đó, cũng đi lấy mất này nè. Có mất xốp nữa nha. Có chị hai loại, chị có mất chuối nữa. Mất xốp mà cực quá. Ờ đúng rồi, sao ai nói mất xốp làm cực quá nha. Lắm làm cũng kịp với lại đường nữa. Mà cắt không được nó bể ra nè. Nó bể nó hao mất. Ờ. Bán thì không phải. Nhưng mà anh để từ mấy ngày đó hôi dầu vậy. Nó lên dầu. Ờ đúng rồi. Ăn không mất chuối mà biểu là biểu dắt nó cút vừa ăn mấy ngày không kịp lên dầu. Nó lên béo nhẹ vậy. Rồi nó lên dầu được cái đỏ. Lá dứa rồi. Cái này chờ được mấy ngày vô chơi chị mượn. Cái này hả? Mức này chị bảo hành 2 tháng luôn. Trời. Chị không có xài dầu nhiều, dầu chị ít chỉ đủ dính khuôn thôi chứ không có cho vô và ăn mất. Mà làm gì tới 2 tháng? Không có, quý về sợ hư hen. Nói hư ăn hư rồi mà cứ hốt tốt rồi bỏ đi cứ ngủ đi 2 tháng đúng luôn nếu mà ăn hôi dầu. Không có gì hết trời, ta có thử rồi mà chính là có ăn rồi nè. Cái năm mà mới xào làm được. Không đủ ăn cái gì nữa mà đem đi để bà này có nói chuyện vậy em có nói được. Ta nói là để lâu hư á. Bà lấy sao mà có nói được có mấy câu đó. Ừ, mấy bạn ra tao không bảo vậy nó ra. Ép hơi. Tại vì ép mũ này mất phải làm. Tiền nhỏ review, tiền nhỏ. Review. À, tiền nhỏ bây giờ sẽ review đó. Ngon. Hả? Ừ, đừng tới kiểu như ta cắt. Tới rồi mà chị, hồi nào cũng có. Kiểu quế. Tới rồi mà ấy ra mới ngon. Kiểu quế. Ở trong quán ăn 9 ký á. Trời ơi, ở nhà em ăn hai mấy ký, 30 ký. Chị 9 ký, chị mới bằng lần đầu tiên luôn. Mà nó ngon ghê vậy. Chắc cha này, để em quên. Mà bữa nay mình mới kiểu nha. Một cháu thôi.
đi tụ họp lại nó xỉu luôn hết à. Dưới đây còn tụ họp một nhà vậy nè. Gì nước nha các bạn. Con cá miệng tôi. Vậy ha, cũng dành cho đời. Rồi rồi, hiểu không? Tụ đà.